xin hái quả thứ hai đấy. Yeah. Miss Lucy. Look at this. Look at this. Wow, we are right next to the whole mountain. Oh my goodness. Trời ơi, đi vào cái núi đẹp quá luôn. Wow. Oh, look at the tractor now. See? Oh, họ đang ấy này. Đang thu hoạch cái gì đây này? Ôi giời, vui chưa? Ooh, it feels like Hawaii to me. Oh, God, that's cool. Trời ơi, đẹp chưa mọi người ơi? Núi này, núi này. Oh my goodness, chỗ này đẹp quá luôn ấy. Ngoái mình đi mình không thấy đẹp như thế này. Xin chào mọi người. Ủa, chào xin chào. Hôm nay gia đình Phương đang đứng trước một cái chỗ rất là đặc biệt cho mọi người, đó là mình sẽ đi hái đào. Và hôm nay mình sẽ đi hái đào và hái blueberry là Việt quất. Và đây đây đây, cảnh đằng sau đây mọi người ơi, núi này đằng sau này. Và đặc biệt chỗ mọi người nhìn đằng sau. Đây, cây đào xin chưa? Trên đằng đâu nhỉ? Nói xin chào ông bà cô chú đi. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Trên nào nói to lên. Con xin chào ông bà cô chú. Con xin chào ông bà cô chú. Đúng rồi, hôm nay gia đình nhà con sẽ đi hái đào và việt quất đây. Ok, mình sẽ mời mọi người cùng đi nha. Ok, mình đi thôi. Này trời đẹp quá luôn mọi người ơi. Đẹp chứ mọi người ơi, chỗ này đẹp lắm nha. Trời ơi, cảnh đẹp quá. Đó, mình sẽ đi vào đây. Đó, mình đi hoa đẹp quá ha. Chỗ này kêu là Chili Peach Orchard nè mọi người, farm. Đó, chỉ là họ bán loại mọi thứ trong đây, có cả gà luôn nè mọi người. Wow. Đó, trời ơi, họ có cả đào họ hái sẵn cho mình nhá. Ok, và peach. Oh, come on. Peach hot sauce này là 9 đồng à. Đây con họ cầm tay. Oh, look at that. Is that a rooster? Đấy, con gà, con gà. Lucy đứng cầm con gà cho má đi. Cái giỏ là cưng à. Nửa. Này là bán 60. Cái thùng này 60. This is $60. And half of this is $40. Và cái này là cái thùng này là 60 nè mọi người. Còn nửa thùng này là 40. Oh yeah. Oh, cái này là họ ấy sẵn cho mình rồi. Một quart là 8 đồng, còn nửa pack là 14 đồng. Yeah, ok. Đi qua đây con. Đó, họ đã sẵn cho mình rồi đó. Alright, qua đây con. Đấy, ở đây họ bán sẵn đồ nè. The cherry này. The Spring Valley, yeah, đúng rồi. Cái cherry này là họ bán cái chỗ hôm bữa mình đi hái cherry sao nó to ấy kìa. This one's very big. Là cái cherry nó bán 9 đồng một quart, còn 65 đồng là một bịch to mọi người. 9 đồng cái này. Ok, hold my hand. Nào, blueberry là 8 đồng rồi mọi người. Trời ơi, đã chưa? Họ bích sẵn cho mình luôn. Đây là đồ lưu niệm. Let's go. What? Oh, the card. You wanna get this? Họ bán cả donut luôn. Oh yeah, họ bán cả donut luôn nha mọi người. Apple cider là donut táo ấy. Với cả bánh táo luôn nè. À, bánh cherry, bánh đào. Có bánh đào luôn nha mọi người. Ô, cả táo luôn này, táo thái ấy sẵn nè mọi người, 80 đồng. Táo xanh nè daddy. Oh, this is really fresh. Họ nhỏ xíu luôn mọi người. Đã chưa? Đó, cái này họ ấy sẵn nên mình mua về mình ăn luôn. Bây giờ mình sẽ mua vé mình đi vào hái nha mọi người. Oh, you want drink now? Oh, why don't we apple ginger ale? Can we go get the ticket and then after that we're gonna come in and buy it?
Đây, cái gì? Apple salsa. Cherry salsa. Cherry salsa. Peach. Peach salsa. Peach salsa. Wow, đây là bán cái gì cũng có nè mọi người. Vui ha. Cả cả quần áo luôn là 22 đồng. Sure. 22 đồng một cái áo. Oh, this is cute, daddy. This is nice color. It's very cute. Yeah, shaded. Oh, mọi người cái view đằng sau này đẹp chưa? Oh, áo này là mọi người có 22 đồng một cái. Ôi, càng đẹp. Ôi, là đẹp có nhạc sống luôn mọi người ơi. Đã chưa này? Đó. Oh, có cup it's luôn like nào. It's like a whole handmade. Oh, that's cool. Pottery. 29 đồng một cái ly họ làm cho cái chỗ này. Đã ha, chỗ cái view đẹp chưa này. It's a beautiful from here. Yeah. Kitchen scrubber. Đó, đây là về trà, son nồi đó. Để cho bơ này. Oh. Đó, làm bánh đó. Đủ thứ luôn mọi người ơi. Đó, cherry orchard này. Này là honey, là này là mật ong đó mọi người, mật ong đó, mật ong là ở đây luôn đó họ. Đúng rồi, con honey luôn à. Còn đây là làm bánh pancake. Come on Lucy. Nó này cái gì đấy? This is a baby spoon. Oh that's cute. How much is it? Cái này là 6 đồng một cái spoon nhỏ xíu cho honey á. Ok, đi đâu? Oh, ở đây có nhiều jam nè, jelly. What? Lucy, Jaden. See this rooster? That's cute. Hey Jaden, turn around. Lucy, Lucy. Cheese. Turn around. Lucy's standing over here. Look at me. Look at me. Cheese. Cheese. Jay. That's cute. Okay. Họ làm bánh ở trong đây luôn nè mọi người. Đây họ làm bánh trong đây luôn nè, trực tiếp luôn á. Đã ha. Bánh donut nè mọi người. Trời ơi, làm sẵn ở đây luôn nha. Wow. Mình đi ra đây mình mua vé nè mọi người. Đó. Oh, cảnh đẹp quá luôn. Hi. Yes, we do. Okay. I recommend you get pizzas first and then come back because the blueberries are actually in the opposite direction. Okay, okay. Yes. Okay. Cái bịch lớn là 21 đồng, bịch nhỏ 14 đồng nha mọi người. Okay, we go. Ở đây có nhạc luôn mọi người, đi ra trong đây xem nhạc. Ooh, look at that peach, it's so cute. Oh, có này mọi người. Peach này mọi người. Ôi dồi ôi, đào đấy. Đã chưa? Ooh, that's beautiful. Có nhạc, có nhạc sống luôn nha. Ôi, chỗ này đẹp quá. Có ice cream bán kem này. Và có rượu luôn nha. Trời ơi. Đã, mình sẽ hái đào trước, sau đó mình sẽ hái blueberry sau. Yeah, look at that Lucy, look at peach up here. Đào nè con, trời ơi, đã chưa mọi người. Nhiều lắm luôn. Bịch này là bịch lớn là 21 đồng, $21 for the big one, but look like very small to me. You can fill it up above the handle. Và đây là mọi người, cái cảnh này là gọi là siêu đẹp luôn á. Ở đây họ bán kem nữa này, xíu nữa mình sẽ đi ăn kem. Và bây giờ là mình sẽ đi vào, đi hái đào. Và đi sang bên kia là hái blueberry cả, blueberry bên đó. Còn bên này là đào bên này. Đó, chỗ này là mình mê lắm. Hầu như năm nào nhà mình cũng đi nha mọi người. Hầu như năm nào cũng đi. Oh, really? My same place. Yeah. Ủa, cảnh đây đẹp lắm, đẹp gọi là cái này giống như ở cái này này, giống như ở Sapa mọi người ha. Ủa, đẹp lắm.
Đó, đây là dãy đào rồi mọi người. Đó, là mình sẽ phải đi vào sâu bên trong một chút. Năm ngoái mình chỉ cần đi gần ngoài đây thôi, mà hôm nay mình phải đi vào trong. Ồ, hình như họ còn trồng thêm cái gì đây này, giống như tomato, là cà chua và ớt. Họ em mới trồng ở đây này. Năm ngoái mình sẽ thích cái gì ạ? Đẹp thế nhờ, cảnh đẹp nao lòng luôn đó mọi người ơi. Wow, mọi người, cái cây này gọi là siêu nhiều luôn nha. Đó, đã chưa? Lucy đứng ngay này, Lucy. Number 2. 2 years old. Yeah, 2 years old. I got it, guys. So cute. Wow, cái cây này đã lắm mọi người ơi, nhiều lắm nha. Đó, trời ơi, đẹp chưa này. Đẹp chưa mọi người ơi. Mọi người ơi, cái cây này thôi nha, chỉ một cây này là đủ rồi đó. Nhìn này, đẹp chưa. Đây, cái này này, nhỏ xíu này. Cái cành nhỏ mà quả quá trời luôn á. Đẹp lắm nha, trời ơi. Đó nè, Lucy hái không? Lucy hái không? Đó, quả to chưa? Đó, mọi người ơi, nhiều lắm nha. Ok, chơi đàn hái đi. Cho em chơi đàn hái đi. Ok. Đó, quá trời này, đã chưa? He said pick the ones that are not super ripe because they'll get too ripe. Yeah, too ripe when you get home and they're super soft. Maybe you get one or two, a few that are ripe for now, but... Yeah. Okay, guys, good guys down here, guys. Lucy hái rồi đây này. Ôi, hái rồi à con? Yeah, Lucy got one. Ôi trời ơi, con hái được quả đầu tiên rồi. Yeah. Ôi trời ơi, đây có một quả nữa này. Wow, Lucy hái quả thứ hai đấy. Yeah. Chị em qua đây này. Đây này, rớt quá trời dưới đây này. Dễ cho em Lucy hái này. Wow, get the big one. Ooh, giỏi chưa này. Give to daddy. Yeah, ok, mình đi xuống đây tiếp nào. Tan tan, yeah, vui quá này. Cây đào nhà mình cũng nhiều quả lắm rồi. Mà cây đào, mình phải đi xuống sâu bên đây nha mọi người. Ooh, look at this, Lucy. Yeah. Lucy, get this one better, Jay. Yeah, Lucy, yeah, quả đó. Get the one not super ripe. Quả này hơi nhỏ hơn. Mọi người, cái cây này to lắm nha. Đó. Khi nào cây nhà mình nó to được như thế này ta? Wow. Đúng rồi. Ok, cho Lucy hái thoải mái. Yeah, giỏi chưa đấy. It's so cute, girl. Ui trời ơi, anh trai thương em lắm. Jen nói em Lucy đang nhìn cute. Nhã. Yeah. Này, trên này vẫn chưa chín đâu mọi người. Nhiều lắm mà vẫn chưa chín. Vẫn còn xanh lắm. Nhiều mà vẫn còn xanh. Quả này gần nè. Lucy hái rồi hả? Oh, this is too small. It's too small? Ok, con này nó ăn rồi. Rớt nhiều lắm mọi người, họ rụng nhiều lắm. Họ vứt dưới đất rất là nhiều. Đó, quả này được nè mọi người, Lucy hái đi. Yes! Đúng rồi, phải như thế này nè. To ha. Đây nè. Đó, một cái cành này rất là nhiều nha mọi người. Đó, quá trời luôn rồi. Đó. Mom. Ơi. Con hái rồi hả? Yeah, hai quả lên. Yeah. Okay, good. Daddy, I got a lot over here. Đó, hai quả này to nè. This is good. There's even wow. Đó, mọi người, cành này quá trời nè mọi người. Chín rồi đó. Đấy, rụng quá trời ở dưới nè mọi người. Đó, mấy cái cành nhỉ, nó rộng, nó rớt ở dưới đây là nhiều lắm. Mình hái mình ăn được luôn mọi người. Cái này vẫn hơi xanh, nó rụng quá trời nè. Mấy cái cành này đẹp nè mọi người.
Một càng nhỏ xíu mà có 3 quả cưng chưa? Wow, look at that, so cute. Lucy, hold it like this and say cheese. Nhìn mommy nè, look at mommy. Look at mommy. Cheese. Con hái luôn hả? Ok. Được rồi, rồi. It's not ready, Lucy. Ok, đi qua đây. You wanna eat this, daddy? No, I'm just playing with the phone. Let me see. Oh, very sweet. Wow, mọi người. Ăn thử nha mọi người. Mm. It's very sweet. It's ripe off the tree. Wow, you wanna try? Once you eat it, you have to eat the whole thing. Mm, ngon lắm nha. Lucy còn hái rồi đó. Được ăn thử mà mọi người, thoải mái luôn á. Ngon rồi. Lucy rơi số 1 lên là ngon này. Đó, quả đấy ngon đấy. That's good, daddy. Lucy got a good one hả? Lucy hái quả ngon này, quả này to thế. Con ăn thử luôn nào. Cắn đi. Còn Lucy lau rồi, bố chép lau rồi, con Lucy bắt trước. Đấy, hai bố con ăn đi. Ngon quá. Giơ tay lên số 1 là ngon. Trên ăn thử không? Yeah, good daddy. Ngon hả? Ngon đó mọi người ơi. Đã ngon không Lucy? Here, yeah. Okay. Rụng quá trời dưới đất ấy. Quả này to thế, this is so big. It's got, it's like damaged. Are two of them? Yeah. Oh. All of them. Wow. Nice. Mom was stepping on a peach, Mom. Look very carefully. Yes, you did. Uh-oh, I just stepped on it. Mm. But this one have a lot over here. Yeah, but you gotta find a bigger one. Mm-hmm. Quả này to khổng lồ luôn nha mọi người ơi. Mình hái nha. Ôi quả này đã lắm nha. Cow, it's going around the branch. Oh my goodness. Hey, I just press on it. You broke it when you picked it. You gotta just pull it straight. Oh man, quả này ăn ngon lắm, to lắm nè mọi người ơi. Wow. Hold it. Em chưa ăn nè. Wow. So juicy. So juicy. Trên nói juicy là nhiều nhiều nước á mọi người. Wow. Quả này to lắm ấy, quả này ngon lắm ấy. Vui ha. Trên nói làm sao? Ngon không? Nãy giờ ăn nói trời là ngon rồi đó. Nói làm sao con? So juicy. Ngon quá. Lucy nói, anh trên nói ngon. Ngon. Super ngon. Quả này cũng to nè. Mọi người nhìn cái view này nó đẹp chưa? Wow, đẹp quá luôn á. Đây nè. Có vài quả ở đây nè. Cái cành này 3 quả luôn mọi người ơi. Cưng chưa nè. Đó, rụng quá trời dưới đất nè mọi người ơi. Đó. Cái này cũng hơi nhỏ nhỏ. Cái này được nè. What are you doing here? Lucy, hái đi. Yeah. Lucy, pick this one then. Lou. I'm not growing. Over here. 3 of them. Yeah. Good job. Oh, you did. Yeah, let me. You want to pick that too? Yeah. You go tell daddy. Yay! Vui quá mọi người ơi, hái được từng đây nè. Đó. Đã ha. Càng đẹp luôn á. You guys, look at me. That's something. Okay. I'm in there gently. There you go. Mình hái chuẩn bị xong, mình sẽ đi qua hái blueberry nha. Hai đứa này nó vui lắm. Đây nó có nhạc sống luôn nha mọi người. Over here so many of them.
mình hái mấy quả xanh xanh á mình về ăn cho nó ngon, chứ tí nó chín quá nó bị dập đó mọi người. Đó, đã chưa? Chưa đầy đâu. Đó, đúng rồi đấy. Yeah. How about this, Lou? Down now. Em Lucy hái giỏi quá. Ui dồi, giỏi chưa này. Thank you. I think this tree, that's enough for us. Yeah, this has been like, we thought we were going to see more down there. We saw lots of mess. Một chiếc là kêu em Jen ngồi lên trên đầu rồi hái. Giống như ở bên Cherry cũng thế. I got it from up here. Yeah. Wait, cheese, wow, Jaden. That's nice. Yeah, mọi người ơi, đang ở trong vườn đây chụp hình này. Cười cái nào, cheese. Yeah. Happy face. Đây. Hard to find these. Yeah. Nói chung là mình đến sớm cái mùa là mới bắt đầu nên là cây nó chưa chín nhiều á. Nên là mình hái được một bịch này là 21 đồng nha mọi người, bịch lớn. Ok, mình sẽ đi qua đây coi. Mọi người, cây này bé xíu xíu mà quá trời quả luôn à. This is a tiny little tree but have so many. Oh my. Cây nhỏ xíu mà quá trời quả luôn á. Nó cưng ha, cưng quá luôn á. Dãy này là chuẩn bị được hái rồi nè. Thấy nó hơi chín rồi nè. Đó. Mình sẽ đi xuống đây nha. Bây giờ mình sẽ đi hái, đi ăn kem nhá. Hơi nóng nè, mình sẽ đi ăn kem. Ok. Lucy đỏ mà mặt trên đỏ. They have donuts here and I want a donut. Want donut? Let's go. Strawberry donut. They have peach donut. Rồi. Đang xếp hàng mua kem. Đây mình xếp hàng rồi mình đi vào mua nè. Kem ở đây 4 đồng một cái ly. Lucy, you okay? You happy? Ly nóng lắm rồi, mọc đỏ lắm rồi đó. Đang làm trực tiếp ở đây nè mọi người. Mình ăn pie mà có kem ở trên nhá. Yeah, they're making ice cream. Look yummy. Ở đây là có cái kem nè mọi người, xong rồi có cái pie này là peach, là đào, yeah. Ngon lắm nha. Yeah. Lucy nói ngon không sao? Ngon. Ui giời, sữa sớm hộp lên. Vừa nghe ăn vừa được nhạc nha, cảnh đằng sau đẹp chưa? Đằng sau là peach cho mọi người, cây đào đó. Ngon quá. Dạ. Em chưa đang ăn gì nhỉ? Bánh donut là bánh táo. Mùi táo. Mùi táo donut đó mọi người. Ngon không chơi? Ngon không? Ngon. Bánh donut ngon quá. Bố chép nói đi hái Việt quất. Đi hái Việt quất. Ừ, đúng rồi, giỏi quá. Đấy, nói tiếng Việt rõ quá. Đây là chỗ này là mình hái peach là đào nè mọi người. Đó, và mình đi sang đối diện. Đây, là mình sẽ đi hái blueberry là Việt quất. Ủa, không thấy đường đâu rồi. Không thấy ai ở đây, đã đi. Oh, all the way down there. Vậy là mình sẽ phải đi bộ, đi một đoạn xuống dưới kia nha mọi người. Ủa, hello cái... Lucy. Con đi hái cái gì đấy? Con nói con đi hái Việt quất. No, hái Việt quất. Việt quất. Yeah, Việt quất. Đúng rồi. We're going all the way down to that big tree. Yeah.
Thôi mình sẽ đi một đoạn dài. What is this? Giống như là cây hoa hướng dương ấy. Hình như không phải, không phải, không phải hoa hướng dương. Không biết là cái cây gì ấy. Look at that. Đẹp chưa này mọi người ơi. Cái đi vào rừng ấy nhở. Đi là lên núi đấy. Yeah, chê đền khoái quá. Đây là cái barn này mọi người. Là chỗ để rau củ hoặc là họ thu hoạch, họ để vào đây mọi người. Đẹp ha. Lâu rồi có cơ hội được đi khám phá núi rừng thế này đấy. Rất là thiên nhiên trong lành luôn mọi người ơi. Này thời tiết mát mẻ nhá. The wood like a chair. Oh, họ cắt ra cái cây gỗ này. Cái cây mà giống như cái... Oh yeah. Giống như một cái ghế ngồi, đúng là ghế ngồi luôn mọi người ơi. You guys look at me. Cheese. Cheese. Mom, you sit over there at that chair. Chỗ này là mẹ Phương ngồi nè. I'm sitting here. Chỗ ngồi. Yeah, that's cool. It's a little couch kind of thing. It's like a little couch mọi người, những cái ghế đó, những cái sofa mình nhở. Hay quá. Ý tưởng quá hay. It's a big piece of wood. Yeah. Cây này nhỏ nha. Nhỏ nhưng mà có vỏ đó. Này là mình đi vào đoạn đầu thì nó sẽ bị hái rồi. Phải đi vào sau nữa. Đã chưa? Wow. Núi rừng cây nhìn rất là đẹp lắm mọi người. Ở bên kia đang hái nè. Đây này. This is blueberry, see? Để vào trong cái giỏ của con, đúng rồi. Hai bố con em trên bố chép đang sờ cây già, cây cổ thụ. Nên là các mình vừa đi vào trong thì sẽ nhiều hơn nhá. Cô gái đi hái gì đấy? Cô gái đi hái việt quất. Ôi rồi, nãy giờ tập trung nha. Gì bố chép hái quả gì mà nhỏ xíu xíu này ông? Trời ơi, này ăn được. Điều cái trái. Gì? So juicy. It's sweet. Yeah, it's ready. It's just super tiny. Nhiều quả nhỏ xíu xíu nha mọi người. Mà nó chín rồi á. Quả này bé xíu rồi. Mà ăn ngọt lắm nha. Trời ơi. Mommy, look. Ngon mọi người ơi. This is picking green ones. Em Lucy đâu biết hái đâu. Cứ hái đại vậy đó. Chủ yếu lấy kinh nghiệm á. Trải nghiệm. Trời ơi mọi người ơi, lần đầu tiên mình mới thấy ở đây có xe lửa nha. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời mới thấy xe lửa. Yeah, wait with me, hi. Yeah. Họ thổi còi mọi người ơi, họ thổi còi mấy nhà mình đấy. That's really cool. Ooh, Jen got bigger than me. Cut the right down here. Đó, em Lucy nãy giờ hái nè. Con hái mấy quả xanh đấy Lucy ơi. Các hai ông bà kia hơi lớn tuổi nói là phải đi xuống đằng sau đây với nhiều quả to. Quả to chín nhiều hơn ở trên đây. Trên đây lấy quả nhỏ thôi. Come on Lucy. Dạ, trên nói là con hái được 3 quả. Lucy ơi, đi qua đây con ơi. Bên này nhiều lắm rồi mọi người đó. Đã ha. Manoi. Blueberry di Costco là cái gì ông? Ông Jeff. Blueberries từ đây lên trên tận lên trên đỉnh núi. Rất là nhiều nha mọi người vào đi mà hái này. Mọi người nhiều lắm luôn ấy. Nhưng mà mình đi xuống đằng sau kia sẽ nhiều hơn nha mọi người. Nên là bị hái nhiều rồi đó. Nhưng mà ăn rất là ngon nha. Ngọt, rất là ngọt. Cho mình ăn cây này chắc mình ăn hết luôn á, thiệt luôn á. Mình rất là thích ăn blueberry, rất là thích ăn việt quất á. Mấy quả nhỏ nhỏ như này nè. Quả này là to nè. Hey, this one look at me. Hả? Ôi, chim kêu vượn hót nha. Chim kêu. Ôi. They're having a fight over there. Mm-hmm. I bet the birds like it over here. They can get a lot of berries. Oh, yeah, of course. Oh, actually, that's a speaker. That's a speaker over there to scare birds away. Oh. Yeah.
Ô, bố chép nói là bên kia là nó có cái speaker, là cái loa giả để đuổi chim. Tại vì chim ở đây nó sẽ ăn hết blueberry đó mọi người. Em nghĩ là chỉ có một cái cây này thôi là em sẽ ăn hết luôn đó mọi người ơi. Tại vì nó quá nhiều này, mà nó to phết nhá. Một cây này mình ăn hết được luôn đó mọi người. Mình mê ăn blueberry lắm mọi người ơi. Ngon lắm nha. Thích lắm luôn á. Các bé nhà mình nó tập trung hái nãy giờ đó. Còn mình nãy giờ là tập trung hái và ăn. Try and eat that whole handful at once. Bố chết bảo mình sẽ phải ăn hết một đống này luôn á. Probably should wash them first. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ngon lắm luôn. Trời đã quá. Nên là nhà mình cũng có một cây. Cây đào và cây việt quất. Mà từng đây là mình hái là chắc đủ nha. Do you think this tree enough for our basket? Yeah, well, no. It's a big basket. I think so. There's so many down here. They're just so small that the big basket or the small basket will hold a lot. But you know what? That basket is a big basket. Well, the bigger basket is a bucket, and so $30. I don't need it. Mua cái basket nhỏ 15 đồng nhưng mình thấy nó đã nhiều rồi đấy nên có basket lớn hơn là 30 á. 5 đồng là chắc ăn cả hết 2-3 tuần mới hết đấy. Okay, go back to Lucy. Oh, this one that's enough for us. Hey, you know what? Look. What? Actually, that's blue color. Yeah. When you go this angle, you see very blue. Yeah. Take the whole picture of this angle. I know it looks blue. And look at these. Peekaboo. What is that? Peekaboo. Super light blue since they're not ready. Oh, green. It's not ready, of course. That's what they look like. Is that cool? Yeah. Hi, Jay. You picking berries? Yeah. See if you can find a nice blue one. Okay, why don't you try it and tell me what it tastes like? It just tastes like a berry. Is it delicious? Look at that. It's sweet. Oh, yeah. Here's some. Mọi người nhìn em Lucy nè. Look, Lucy, she pick it, she eat right away. Oh, that's why the bucket is not getting full. It's she's just putting them straight in her mouth. Don't eat too many, girl. We'll have a... We'll have a blueberry cobbler in Lucy the... ăn trực tiếp luôn đó mọi người. Coming out in the diaper later on. Nó ăn trực tiếp luôn đưa đây cho mẹ. That was yummy. Yummy, Lucy nói yummy. Lucy nói yummy. Vui quá. Trời ơi, nhiều lắm nha, trời ơi, mấy cái cây này. Daddy, look, daddy, come here. Một cái càng nhỏ xíu thôi nha mọi người. Daddy, take a picture of that. Wow. Cành này quá đẹp ha. Ôi, đã chưa chắc hái nguyên cái cành này về luôn á. Lucy hái, Lucy ăn rồi con. Con hái nãy giờ con ăn luôn à. Wow. You say blackberry, this is blueberries. Con ăn nãy giờ. Sao nhiều thế hả? Ngon không? Giờ số 1. Con Lucy nói làm sao ngon? Con nói đi, con nói ngon. Ngon. Đấy, con nói đi, ngon ngon quá. Đây vào đây cho mẹ xem này. Can I see your basket? Cho mẹ xem cái basket của con. Wow. Nhiều thế à? Đó. Mình nghĩ là chỉ có 3-4 cây ở đây thôi này. Đấy. Cái càng nhỏ xíu thôi mà nhiều chưa mọi người ơi. Jaden, what's that next to you, buddy? Is that blueberries? Yeah, it's a whole bunch of them. Why didn't the birds eat these yet? I don't know. Why the farmer keeps going, shoo! It's very close to the speaker over there that goes bird sounds. It sounds scary to birds. Why don't they just turn off the sun? Turn off the sun? You can't do that. Mọi người, Lucy nãy giờ hái Lucy ăn luôn đó mọi người. Ngon quá cơ. Khoái rồi đó, bây giờ khoái rồi đó. Khoái ăn việt quất rồi. Ở nhà là cho là không chịu ăn đâu. Ăn cái bánh pancake thì chịu nhưng mà cho ăn không là không chịu. Nhưng mà được cây trực tiếp đó mọi người. Cây trực tiếp là mình được ăn nha. Ăn rất là ngon. Ngon Lucy. Lucy nói ngon đi. Ngon dạ. Vui quá. Mẹ bà
happen? It's delicious, Mommy. That's delicious, but you eat too much, Lucy. Look at this. Yeah? Yeah. That's good. This is so many over here. Mọi người ơi, cây này nhiều chứ nào. Cây này gọi là mê ly nha. Con lại ăn nữa hả con? Mẹ nói sao con? Con không ăn nha. Ăn nhiều quá rồi. Lucy ăn nãy giờ luôn á. Trời ơi con ơi. Trời ơi, cái cây này nó còn nhiều hơn nữa chứ nhở. Đó, đúng cái angle của em Lucy hái luôn nè. I like a daddy. A daddy blueberry. Daddy blueberry. Hi Sam. Hi Chayden. Hi Daddy. Hi Chayden. Hi Daddy. Not what Chayden Daddy are you doing? You gotta pick a lock. They have a lot down there. Those bushes are loaded. Oh really? Wow. That's nice. Đã lắm luôn đấy mọi người ơi. Ở dưới đây có còn nhiều hơn nữa cơ. Look at this daddy. Look. Down here. Yeah. Yeah, that one. Mọi người nhìn nha. Em hái như thế này này. Đấy. Cho nó dễ. Yeah, that's so cool. Nguyên một cái cành này nha. Nó rất là nhiều như nha. Hái hàng như thế này này. Đấy. Nó cứ thành một cái clump là một cái bụi như thế này. Mình chỉ cần hái như thế này cho nó dễ nè. Thấy nhiều chưa? Wow. See? I love it. Nhiều chưa? Có mình chỉ kéo qua là xong thôi. Mặt trăng quả to thôi nha mọi người. Nhìn nè. Quả nào cũng to hết á. To lắm. That's cool. Oh, do the blueberry dance. Ready, go. Blueberry dance. Blueberry dance. Like this. Time to pick check, blueberries. Check, check, check. We'll see. Pick, pick, pick. Pick, pick, pick. Pick, pick blueberries. Pick, pick, pick. Pick, pick, pick. Pick, pick blueberries. Dance, dance, pick dance. Blueberry. Pick, pick, pick. Pick, pick blueberries. Okay. Can you try, Mom? No, no. Lucy, you eat too much. Huh? Mm. Mm. Đây mọi người ơi, cái cây này nó rất là nhiều nha. Đi càng về sau nó càng nhiều quả. Quả nào nó cũng to hết nha. Mà nó thành từng chùm ấy. Nên là mình chỉ có hái thành từng chùm như thế này nè mọi người. Đây là một cái chùm nhỏ như thế này nha. Mình chỉ cần hái một chùm luôn. Thế là ra. Đã lắm luôn á. Cái ánh sáng nó chói vào là đúng là màu xanh ấy. Màu xanh gọi là blue đó. Người ta gọi blueberry là màu xanh đấy. Nên là nhìn này. Nhiều lắm mọi người ơi, đã lắm luôn ấy. Mọi người tranh thủ đi hái ở cái chỗ mọi người ở ấy. Này là chỗ này cho các bé là nó rất là khoái luôn á. Trải nghiệm thực tế. Đấy này là một cái cành thôi nha. Đó, nhiều chưa? Đã rồi. Đây là một đống cherry mình mua hôm nay đây. Mình hái đấy. Đã chưa? Mình hái thành từng chùm như nho ấy. Như cái cành này nè. Đâu nhỉ? Ủa mình đã bị ấy rồi. Nó nhiều lắm. Đấy, càng như càng nho vậy đó. Đã ha. Blueberry muffin. Đó, đã chưa? Hái xong rồi. Đây là một cái rổ blueberry của gia đình nhà mình đây nè mọi người. Ok, gia đình nhà Phương sẽ tạm biệt ông bà cô chú nha. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Ừ. Bố cho nói tạm biệt ông bà, tạm biệt mọi người. Tạm biệt bạn ơi. Ok, bye bye. Bye. Okay, Lucy chào tạm biệt ông bà cô chú và hẹn gặp ông bà cô chú trong những video tiếp theo của gia đình nhà con nha. Bye, see you later. Bye bye. Bye, see you later. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt ông bà cô chú. Bye bye.